C4 nha anh em. Con này thành tích cũng một bỏ luôn nha. Đội này thì khỏi bàn cãi anh em. Con này mới đang bắt trong chỗ đổ về nè. Anh trong chỗ đổ đi quýnh cho em, nó đi quýnh một bỏ luôn. Con này C5 anh em ơi, lộn. C4 là đại liên, này C5. C4 C5 là một cặp hai trống anh em. Con này C5 nha, lộn anh em. C5 nha. Quỷ này gãy cánh mà sung lắm.